Người đó mà nhìn từ trên xuống dưới, xuống đột à, không có điểm dừng. Có, ngày xưa có điểm dừng hết trơn. Mà tại có thằng nó xài quá, đó, nó dừng tại một điểm riết banh chỗ dừng. Tả tiền của tụi nó ha? Không có trả, nói thiệt. Ha?